Tối ngày 31 tháng 7, trên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn còn rất đông người dân tụ tập ăn uống. Người dân ngồi sát bên nhau ăn uống, nói cười mà không có một biện pháp phòng chống dịch COVID nào. Chiều ngày 31 tháng 7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra quyết định các hoạt động đông người, quán bar, karaoke ở Hà Nội bị dừng từ 0 giờ ngày 1 tháng 8. Nhà hàng, trung tâm thương mại vẫn được hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách xã hội. Quyết định trên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân, chủ các cơ sở kinh doanh vì việc tập trung đông người sẽ dẫn đến nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19, khó kiểm soát trong cộng đồng. Qua đó, dù việc đóng cửa gây thiệt hại về kinh tế nhưng người dân vẫn vui vẻ chấp hành. Nói chung chị hơi buồn một tí. Chị cũng buồn nhưng mà thôi, bây giờ mình cùng tất cả mọi người trên toàn thế giới, cả nước mình để chống dịch đóng cửa. Nói chung là cũng ảnh hưởng một chút thôi. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 8, các cơ sở kinh doanh như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đã đóng cửa. Nhiều cơ sở kinh doanh đã thu dọn bàn ghế, lau chùi quán sạch sẽ vì trong thời gian tới quán sẽ chưa được mở lại. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định giai đoạn này quan trọng nhất là khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm vì nhiều trường hợp không có biểu hiện lâm sàng bên ngoài. Bên cạnh đó, Hà Nội cần tuyên truyền để người dân tự cách ly, khai báo y tế để được test nhanh.